Hôm nay mình chia sẻ thằng em mình nó làm chế boe lại nha. Boe lọc giấy nha để bảo quản máy tốt hơn nha anh em. Anh em nào xem video thấy hay thì tặng cho mình một like và lượt đăng ký kênh nha anh em. Boe này của máy xe đó. Boe này thì theo như mình đoán là của máy cài 4 bánh mà loại máy cài nhỏ. Giấy nè. Lọc giấy phải không? Ừ, lọc giấy. Chạy lọc giấy là nó không có vô bụi vô đồ được ha. Còn cái lọc riêng của máy này thì nó vô phải không? Vô chứ. Bụi mịn nó vô được, còn cái này là bụi hạt mịn nó vô được. Đó. À, anh mới bỏ cái này ra nè. Này anh chê nè, anh chê hút vô được, hút bụi vô được. Rồi. Để chế boe này mình cần có những gì? Co này là co có mấy? Có 49. Có 49. Ừ, có 49. Cái cổ dê. Cổ dê lớn này mình chế nha anh em. Chế. La này ra cho ba. La 3 phân bẻ. La 3 phân. 3 ly. 3 phân 2 ly à. 2 ly à. Đúng ha. Đó. Rồi xong. Chiếc ốc vô nữa là ok. Rồi chạy máy bỏ quản máy rất là tốt nha. Máy động cơ Kubota thì mình bảo quản là nhờ boe và nhớt nha. Mình kỹ được hai cái đó là máy chạy rất là bền. Nước nữa. Với nước nữa nha anh em. Boe với nhớt với nước, ba cái đó anh em kỹ là chạy máy rất là tuổi thọ rất cao nha. Thì không biết tốt hơn không mà làm thấy vậy cũng khá ok rồi. Này thì động cơ Kubota ZT140 nha anh em. Kỹ quá anh tháo dàn áo ra dẹp hết rồi. Cuối mùa cái ráp lại mới tinh. Để nằm một bên né cái hộp đỏ đỏ ra nha, để mình tháo cái nắp đỏ ra mình thay nhớt chế nhớt đùi được nha, chứ mình để nằm lên trên giữa thì nó tháo khó tháo, tại vì cái cổ dê nè, cổ dê mình chấm hàng chết vô cái xương luôn rồi. Mình phải né qua một bên nha. Rồi sẽ tiến hành quay thử nha, coi độ thở nó ra sao nha. Này thì lọc gió của máy lớn nên mình không có sợ thiếu gió nha. Lý không dư gió luôn mà, tại vì boe của máy lớn mà máy bóc kìa. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem video ha. Hẹn anh em video tiếp theo mình sẽ quay thằng em mình nó làm cục kéo đường bằng sắt nha anh em. Nếu anh em quan tâm thì ấn đăng ký kênh để được xem những video mới nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.